Rồi trong lúc chờ keo nó khô thì mình trộn thêm một ít đất cho vô chất trồng nữa mà. Đây là đất. Đất và có thêm một ít than than đá này. Cái này là kêu than tổ ong đập ra này. Đó. Bạn thấy không? Than bằng này đất này. Giờ mình chọn lên trồng đều lên, lát mình phun nước dưỡng cho nó này nó ẩm rồi mình mới vô bầu mình dăm dăm cây đó. Rồi, còn đây là thuốc kích dễ nha các bạn. Đây, kích dễ đây. Nào bạn mời đây. Bây giờ mình cái muỗng này là tương đương 20 gram. Pha cho 1 lít nước sạch nha các bạn. Rồi, đây mình đổ vô đây. Rồi, quậy lên. Để chờ cho cái đoạn này nó khô keo chút xíu đi. Giờ mình mới bỏ vô đây mình vạt vỏ mình mới bỏ vô đây mình ngâm khoảng 10 phút. Mình lấy ra mình dăm nha các bạn. Đó. Giờ mình pha cái này trước. Lát rồi mình làm cái này là vạt cái này sau. Giờ mình dăm. Mình bỏ vô mình ngâm rồi mình mới dăm. Này là 20 gram cho 1 lít nước. Rồi, để đây đi, lát mình làm quay tiếp theo cho các bạn xem. Rồi, bây giờ keo nó đã khô. Bây giờ mình tiến hành vạt vỏ xung quanh nha các bạn. Rồi. Bạn xem nha. Mình làm thêm cái khô cảm này. Rồi xem đây là con dao lục giấy. Phần mới là cái phần này dễ nó ra xung quanh đây nè, còn trong đây thì nó không có ra, mình tha trắng nước ở trong.
giờ mình làm thêm một cái phần nhỏ nữa. Giờ mình cắt xung quanh này nè, dễ nó có thể nó ra theo cái vết ngắn của mình hát nha các bạn, có thể nó thành cái địa bàn không chừng. Này mốt nó kéo mô là dễ nó có thể ra xung quanh theo cái này, còn nó không ra thì không không sao. Này là mình tự tạo thôi, nó cũng không ảnh hưởng gì cái gốc dâm cả. Xung quanh cái này dễ nó có thể ra từ mấy cái chỗ nắp này, có thể ra đây mà cũng có thể ra đây. Nếu ra đây thì có được cái địa bàn xung quanh. Cái thuốc kích dễ này nè, ngâm vô xem nào. Đây nè bạn, mấy cái này có thể dễ nó ra xung quanh của mấy cái khía này nè. Rồi các bạn ơi, sau khi ngâm kích dễ cho nó, bây giờ ngâm kích dễ cho nó khoảng 10 đến 15 phút rồi các bạn. Giờ mình tiến hành mình vô vô chậu dâm này. Rồi các bạn xem nha. Mới ngâm kích dễ xong đó, mấy cái này nó cũng thấm dễ, mốt nó có thể dễ nó ra xung quanh của mấy cái khía này nè các bạn. Các bạn thấy không, tạo mấy cái khía xung quanh nè. Rồi giờ mình dâm nha các bạn. Trong lúc xem video mà có một mình làm một mình quay có không ổn định thì các bạn thông cảm cho mình nha. Trong đây mình có để sẵn một phần phần đất trong này, cái đây
tiến hành mình bỏ thêm đất cho nó. Nãy đất là mình tưới nước dưỡng ẩm rồi các bạn. Thêm cho nó. Cho nó chặt chặt chút xíu để nó lung lay cái gốc. Đối với cành dâm cỡ nhỏ thì cái phần giúp trồng mình khỏi cần tha keo cũng được các bạn. Còn tại này cái cây bự quá cho nên mình tha chống cũng dễ cho nó, tại vì cái mặt cắt của nó quá lớn nên mình phải tha keo. Còn mấy cây nhỏ nhỏ rồi mấy bạn khỏi tha keo cũng được, không sao, theo mình là vậy. Còn không biết các bạn làm gì, các bạn có thai hay không thì tùy các bạn thôi. Mình cũng hy vọng là cách làm này cũng có thể giúp ích được các bạn dân cành rồi. Mình cũng hy vọng là giúp ích được cho các bạn muốn dâm cái cành cỡ lớn như mình. Mình hy vọng vậy thôi. Trước dâm cũng lớn nhưng mà nhỏ hơn cành này chút xíu, mình không có ngâm thuốc rất dễ, mình chỉ tưới thôi, một hai tuần mình tưới một lần thôi. Còn cái gốc này là mình ngâm kích dễ cho nó để mình theo dõi cho nó phát triển như thế nào khi mình dùng thuốc. Sau khi mình làm xong rồi lâu lâu mình cũng cập nhật lại cái cành này cho bạn xem cho vui ha. Và nó phát triển như thế nào.
Rồi còn cái thuốc kích dễ nãy nè, mình ngâm nè, giờ mình ở đây mình tưới vô cho nó luôn, tưới xung quanh gốc. Các bạn dâm xong rồi các bạn nhớ đem vô trong mát nha, rồi chùm bọc lại cho nó không có thoát nước cái phần gốc dâm này, để cho nó cây nó mạnh. Còn nếu các bạn không chùm lại á thì nó thoát nước, nó yếu, nó sẽ chết luôn cái cây này. Rồi video đến đây là hết, kết thúc rồi nha các bạn. Mình sẽ cập nhật cho các bạn xem sau cái gốc này nó phát triển như thế nào các bạn. Rồi xin chào các bạn, bye bye, hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Rồi mình vừa chùm bọc lại xong rồi các bạn, à, đó nhìn giờ để trong mát là cây nó sẽ phát triển đó. Chùm kính lại nha các bạn. Đó. Dạ. Còn đây là cái cành dâm hồi trước mình dâm nè. Các bạn thấy không? Xanh tốt rồi nè. Đó. Mình cũng làm theo cái cách này. Cây này mình cũng làm theo cách của cây này, nhưng mà cái cây này không có ngâm kích dễ, còn cây này mình có ngâm kích dễ. Để mình theo dõi coi cái nó khi ngâm kích dễ nó phát triển mạnh đến mức nào các bạn. Đó. Bạn coi là thành quả của mình ngâm hồi trước nè, đó thấy chưa? Cách nay khoảng gần 3 tháng rồi đó. Giờ tùm mình nè các bạn. Rồi. Xin tạm dừng video đây nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo.